Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp các bạn trong buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Như vậy, chúng ta đã kết thúc chương 5. Hôm nay chúng ta sẽ bước sang chương 6, dung dịch. Trước khi vào bài học, các bạn hãy chuẩn bị cho cô đầy đủ đồ dùng học tập, sách giáo khoa và vở ghi. Trong chương này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu các nội dung sau. 1. Dung dịch là gì? 2. Độ tan là gì? 3. Nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch là gì? Và 4. Làm thế nào pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước? Bài 40. Dung dịch. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các khái niệm dung môi, chất tan, dung dịch. Dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa. Và làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay nha các bạn. Chúng ta sẽ đi vào phần 1 lớn: dung môi, chất tan, dung dịch. Thí nghiệm 1. Cho một thìa nhỏ đường vào cốc nước và khuấy nhẹ. Thí nghiệm này các bạn có thể quan sát được ngay trong đời sống hàng ngày và ngay trong gia đình của mình. Bây giờ các bạn hãy nhớ lại hiện tượng và nêu nhận xét về thí nghiệm này cho cô. Như vậy, khi cho đường vào nước, chúng ta sẽ thấy đường tan trong nước tạo thành nước đường. Nước đường gọi là dung dịch, nước gọi là dung môi và đường gọi là chất tan. Qua thí nghiệm này, chúng ta rút ra một số nhận xét như sau. Đường tan trong nước tạo thành nước đường. Nước đường là chất lỏng đồng nhất, không phân biệt được đâu là đường, đâu là nước. Vậy ta nói đường là chất tan, nước là dung môi, nước đường là dung dịch. Chúng ta nghiên cứu tiếp thí nghiệm 2. Cho vài giọt dầu ăn vào hai cốc. Cốc thứ nhất đựng xăng, cốc thứ hai đựng nước. Và các bạn cũng tiến hành khuấy đều. Ở đây cô có một cái đoạn video tiến hành cái thí nghiệm 2 này. Bây giờ các bạn hãy xem và sau đó đưa cho cô cái nhận xét về thí nghiệm này. Các bạn nhớ chú ý quan sát hiện tượng xảy ra. Em hãy nêu hiện tượng quan sát được sau khi xem xong đoạn video trên.
Như vậy, khi chúng ta cho dầu ăn vào xăng thì chúng ta thấy xăng hòa tan được dầu ăn, tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Hỗn hợp này được gọi là dung dịch. Còn khi chúng ta cho dầu ăn vào trong cốc nước thì chúng ta thấy nước không hòa tan được dầu ăn và hỗn hợp chúng ta thu được không phải là dung dịch. Vậy qua hai cái thí nghiệm trên và trong thực tế thì ta thấy nước là dung môi của rất nhiều chất. Nhưng theo các bạn, nước có phải là dung môi của tất cả các chất hay không? Như vậy là nước không phải là dung môi của tất cả các chất. Ngoài dung môi là nước, chúng ta còn có một số cái dung môi khác như là rượu, cồn, xăng, dầu. Ở phần này các bạn lưu ý cho cô. Trong cái thí nghiệm 2, khi mà chúng ta hòa tan xăng, dầu vào với nhau thì chúng ta thấy là hai chất này nó tan vào với nhau. Vậy thì theo các bạn, chất nào là dung môi và chất nào là chất tan? Thì để trả lời cái câu hỏi này thì các bạn lưu ý cho cô nè. Hai chất lỏng mà hòa tan được vào với nhau, nếu chất lỏng nào nhiều hơn thì chất đó sẽ là dung môi, và chất lỏng nào ít hơn thì nó là chất tan. Các bạn chú ý nhé. Vậy qua hai thí nghiệm trên và qua việc nghiên cứu các tài liệu, các bạn hãy rút ra cho cô khái niệm về dung môi, chất tan và dung dịch. Phần này các bạn ghi vào vở bài học cho cô. Như vậy, dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. Chúng ta đi sang phần 2 lớn. Dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa. Thí nghiệm 3. Cho dần dần và liên tục đường vào cốc nước, sau đó khuấy nhẹ. Các bạn hãy quan sát hiện tượng xảy ra và nêu nhận xét. Khi cho đường vào trong nước thì sẽ xảy ra hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, đường sẽ tan trong nước, tạo thành dung dịch trong suốt là dung dịch đường. Giai đoạn 2, chúng ta tiếp tục cho đường vào thì đến một lúc nào đó đường nó sẽ không tan nữa và lắng ở dưới đáy cốc. Dung dịch lúc ban đầu gọi là dung dịch chưa bão hòa. Dung dịch thu được ở giai đoạn sau là dung dịch đã bão hòa. Ở đây các bạn chú ý cho cô. Dung dịch chưa bão hòa tức là khi các bạn cho thêm chất tan tiếp tục vào thì cái chất tan này nó vẫn bị hòa tan. Còn dung dịch đã bão hòa tức là khi các bạn cho cái chất tan đó vào
thì cái chất tan nó không tan nữa, nó sẽ lắng ở phần dưới đáy. Và các bạn cũng lưu ý cho cô là một dung dịch gọi là bão hòa hay chưa bão hòa phải luôn luôn gắn liền với một nhiệt độ xác định. Điều đấy có nghĩa là gì? Cái dung dịch đấy có thể ở nhiệt độ này nó là dung dịch bão hòa, nhưng ở nhiệt độ khác nó lại là dung dịch chưa bão hòa. Vậy từ đây chúng ta rút ra kết luận sao? Các bạn nhớ ghi bài vào vở cho cô nhé. Kết luận: ở một nhiệt độ xác định, dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan. Ở phần này, cô muốn nói thêm một chút cho các bạn về cái phần dung dịch bão hòa. Tức là gì? Ví dụ như ở 25 độ C, một cốc dung dịch đường đã bão hòa. Tức là khi mà chúng ta thêm đường vào thì đường nó sẽ không tan nữa. Nhưng nếu như chúng ta thêm một lượng muối vào thì muối sẽ tan. Vậy làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn? Chúng ta sẽ đi vào phần 3 lớn. Thí nghiệm 4. Cho cùng một lượng muối như nhau vào hai cốc thủy tinh có cùng thể tích nước là 50 ml. Các bạn có thể lấy cái cốc thủy tinh này có thể tích là 100 ml cũng được, miễn sao là thể tích của hai cốc bằng nhau, lượng nước các bạn lấy cũng bằng nhau. Cốc thứ nhất các bạn đem đun nóng, cốc thứ hai để ở nhiệt độ phòng. Sau đó các bạn khuấy nhẹ cả hai cốc. Các bạn hãy quan sát lượng muối còn lại trong mỗi cốc sau một thời gian nhất định. Như vậy sau một thời gian thì chúng ta sẽ thấy ở cốc thứ nhất muối ăn bị hòa tan nhanh hơn, cốc thứ hai muối ăn hòa tan chậm hơn. Vậy thì trong đời sống hàng ngày, muốn cái quá trình hòa tan chất rắn xảy ra nhanh hơn, theo các bạn sẽ có bao nhiêu cách? Trước khi trả lời cái câu hỏi đó thì các bạn hãy theo dõi cái thí nghiệm mô phỏng quá trình hòa tan chất rắn trong nước. Các bạn chú ý cho cô là lượng nước và lượng chất rắn có trong mỗi cốc là như nhau. Vậy thì khi mà chúng ta hòa tan chất rắn vào trong nước thì sẽ có 4 trường hợp xảy ra. Trường hợp 1, cho chất rắn vào nước, sau đó để yên. Trường hợp 2, cho chất rắn vào nước, sau đó khuấy đều. Trường hợp 3, cho chất rắn vào nước, sau đó chúng ta sẽ đem đun nóng hỗn hợp đó lên. Và trường hợp 4 là trước khi cho chất rắn vào trong nước, chúng ta sẽ tiến hành nghiền nhỏ chất rắn. Hãy quan sát thí nghiệm mô phỏng trên và cho biết những trường hợp nào giúp cho quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn. Phần này các bạn có thể kết hợp với cái việc quan sát ở trong thực tế đời sống hàng ngày. Chúng ta cũng có thể rút ra được cái nhận xét. Như vậy, khi chúng ta hòa tan chất rắn vào trong nước thì nếu chúng ta khuấy dung dịch, đun nóng dung dịch hoặc nghiền nhỏ chất rắn thì chất rắn sẽ hòa tan trong nước nhanh hơn. Vậy thì vì sao những cách làm trên lại có tác dụng thúc đẩy nhanh cái quá trình hòa tan chất rắn trong nước?
Các bạn hãy dùng những kiến thức vật lý và kiến thức hóa học đã được học từ trước để giải thích cái điều này. Sở dĩ các cách làm trên có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình hòa tan chất rắn trong nước là vì khi chúng ta khuấy dung dịch, đun nóng dung dịch hoặc là nghiền nhỏ chất rắn thì nó sẽ làm gia tăng diện tích tiếp xúc cũng như là sự va chạm giữa bề mặt của chất rắn với các phân tử nước. Điều này làm cho chất rắn hòa tan nhanh hơn ở trong nước. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để củng cố lại cái phần kiến thức đã học, cũng như là kiểm tra lại xem là các bạn nắm được bao nhiêu cái phần kiến thức mà cô truyền đạt ngày hôm nay, thì cô có một vài cái bài trắc nghiệm nho nhỏ cho các bạn. Hãy chọn một phương án đúng nhất. Các bạn nhớ là phương án đúng nhất nha. Câu 1. Dung dịch là hỗn hợp A của chất rắn trong chất lỏng, của chất khí trong chất lỏng, C đồng nhất của chất rắn và dung môi, D đồng nhất của dung môi và chất tan, E đồng nhất của các chất rắn, lỏng và khí trong dung môi. Các bạn nhớ là chọn phương án đúng nhất. Đáp án đúng nhất của chúng ta ở đây là đáp án D. Câu 2. Trộn 1ml rượu etylic cồn với 10ml nước cất. A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic. C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi. D. Cả hai chất, nước và rượu etylic, vừa là chất tan, vừa là dung môi. Ở câu hỏi 2 này, cô gợi ý cho các bạn một chút. Đó là gì? Rượu và nước là hai chất lỏng tan vào nhau được. Nên muốn lựa đáp án đúng, các bạn phải dựa vào cái thể tích của từng chất. Như vậy ở đây chúng ta thấy là thể tích của nước nhiều hơn thể tích của rượu. Do đó rượu là chất tan và nước cất chính là dung môi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Xin chúc mừng các bạn đã có câu trả lời chính xác. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Ở nhà, các bạn hãy học bài, làm bài tập 3, 4, sách giáo khoa trang 138. Ở bài 4A, các bạn lưu ý, chúng ta sẽ dùng quy tắc tam suất để tính ra lượng đường muối ăn bão hòa có trong 10g nước. Từ đó trả lời đáp án của đề. Các bạn cũng chuẩn bị trước cho cô bài 41, độ tan của một chất trong nước. Các bạn tìm hiểu cho cô khái niệm về độ tan, chất tan và chất không tan. Các bạn nhớ học bài và làm bài đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài học của cô ngày hôm nay.